Cho phép em xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới ban tổ chức, ban giám khảo. Và sau đây, xin trân trọng kính mời quý vị cùng hướng lên sân khấu để chiêm ngưỡng những nghi thức cúng 30 Tết của dân tộc Pạ Thẻn, thôn Lùng Lý, xã Xuân Minh. Dân tộc Pạ Thẻn, thôn Lùng Lý, xã Xuân Minh cũng như bao dân tộc Pạ Thẻn xã khác, hàng năm đến cuối năm, dân tộc Pạ Thẻn luôn háo hức đón Tết và mong chờ Tết đến. Tết đến vừa là dịp nghỉ ngơi của bà con sau một năm lao động vất vả, vừa là dịp để những người thân đi xa lâu ngày về đoàn tụ. Ngày Tết còn là dịp để mọi người làm trọn nghĩa vụ với dòng tộc, gia đình, tổ tiên. Chính vì vậy, vào dịp Tết Nguyên Đán, dân tộc Pạ Thẻn chuẩn bị kỹ lưỡng mọi lễ vật, dâng hiến tổ tiên để mời các cụ thượng Tết cùng con cháu. Đối với thôn Lùng Lý, cứ đến sáng 30 Tết, cả bản dân tộc Pạ Thẻn lại tổ chức cúng thổ công làng mình để mong muốn các lực lượng siêu nhiên phù hộ cho dân bản luôn mạnh khỏe, làm ăn thuận lợi, mưa thuận gió hòa. Địa điểm cúng là trước cửa nhà ông trưởng bản hoặc là nhà thầy cúng to nhất trong bản. Lễ vật thường là một bộ da đầu thịt lợn, một chai rượu, 5 cái chén, một đôi bánh dày, 2 tờ giấy bản, 2 bó hương do thầy cúng chuẩn bị để làm lễ. Sau đó, các hộ dân trong làng cử mỗi hộ một người mang lễ vật của gia đình mình cho thầy cúng. Lễ vật của các hộ gia đình thường là một đôi bánh dày, một chai rượu, một tờ giấy bản. Nhà nào có thịt lợn thì mang theo một miếng thịt lợn hoặc lòng lợn. Trong lễ cúng, thầy cúng sẽ gọi các vị thần linh như thần đất, thần rừng, thần miếu, ma làng, ma rừng gọi về để ăn Tết cùng bản. Đồng thời cảm ơn hậu tạ các vị thần linh trong một năm qua đã che chở và bảo vệ cho dân làng. Sau đó, thầy cúng sẽ giao nhiệm vụ cho từng thần linh. Thần rừng có nhiệm vụ bảo vệ thôn bản, giúp cho mùa màng tươi tốt, tránh được mọi thiên tai dịch bệnh. Bởi họ quan niệm rằng rừng là mảnh đất thiêng liêng, nơi có các vị thần linh cai quản, bảo vệ cho dân làng. Với niềm tin bảo vệ rừng, rừng sẽ bao bọc và che chở cho dân bản. Thần đất có nhiệm vụ cho đất đai màu mỡ, cây trồng được tươi tốt. Ma làng có nhiệm vụ bảo vệ người dân trong làng luôn mạnh khỏe, tránh được ốm đau bệnh tật. Trâu bò, lợn gà, dê sinh sôi nảy nở, không có dịch bệnh. Người dân tộc Pạ Thẻn tin tưởng rằng họ có đi xa đến đâu và làm công việc gì thì các vị thần linh luôn ở cạnh họ che chở, bảo vệ và phù hộ mọi sự may mắn cho họ. Từ đó củng cố tinh thần để họ yên tâm phát triển cuộc sống của mình. Lễ cúng thường kéo dài từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ. Vì vậy, thầy cúng phải làm lễ cúng từ sáng sớm ngày 30 Tết. Kết thúc lễ cúng, thầy cúng sẽ lấy một ít các lễ vật trong mâm cúng để làm một mâm cỗ, mời anh em trong làng đến đông đủ, sum vầy, cùng uống chén rượu, chúc nhau mọi điều tốt đẹp, bình an, cầu may mắn, mùa vụ bội thu trong năm mới. Cúng, thầy cúng chia cho mỗi hộ gia đình mang lễ đến một ít lộc là rượu, bánh hoặc thịt để mang về. Lễ cúng 30 Tết không chỉ có ý nghĩa sinh hoạt văn hóa mà còn nhằm củng cố tinh thần đoàn kết của dân tộc Pạ Thẻn thôn Lùng Lý, xã Xuân Minh trong xây dựng bản làng, xây dựng nông thôn mới, gìn giữ nguyên vẹn nét văn hóa độc đáo của dân tộc trong cuộc sống của người Pạ Thẻn ở xã Xuân Minh nói chung. Và phong tục Tết Nguyên Đán truyền thống của dân tộc Pạ Thẻn là kho tàng văn hóa hết sức phong phú và độc đáo, chứa đựng những giá trị văn hóa tinh thần đậm nét nhân văn. Dẫu rằng cuộc sống của đồng bào dân tộc Pạ Thẻn ở thôn Lùng Lý, xã Xuân Minh vẫn còn rất nhiều khó khăn, song
ngày đất đến xuân về, tất cả bà con nơi đây đều gác lại mọi bộn bề lo toan. Họ vui chơi thoải mái để chuẩn bị cho một năm lao động sản xuất mới. Hiện nay, dân tộc Bà Thẻn thôn Lùng Lý, xã Xuân Minh vẫn luôn duy trì và bảo tồn nghi thức cúng 30 Tết hàng năm. Nếu quý vị không ngại đường xá xa xôi thì 30 Tết năm nay xin mời quý vị lên xem và tìm hiểu thêm về nghi thức cúng 30 Tết của dân tộc Bà Thẻn tại thôn Lùng Lý, xã Xuân Minh. Dân tộc Bà Thẻn thôn Lùng Lý, xã Xuân Minh cùng nhau duy trì, gìn giữ giá trị văn hóa của dân tộc Bà Thẻn và gìn giữ nghi thức cúng 30 Tết. Vâng, thưa quý vị, trên đây là nét nghi thức độc đáo của dân tộc Bà Thẻn cúng 30 Tết của thôn Lùng Lý, xã Xuân Minh. Đến đây là kết thúc. Cuối cùng, em xin gửi lời chúc ban giám khảo cùng quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thi